Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé. Một sự thật. Mỗi con người là một nghệ sĩ, và nghệ thuật lớn nhất của chúng ta là sự sống. Con người nhận thức cuộc sống và cố gắng tạo ra ý nghĩa cuộc sống bằng cách thể hiện những gì chúng ta cảm nhận được qua lời nói, âm nhạc và các phương tiện biểu đạt khác của nghệ thuật. Chúng ta nhận thức cuộc sống và viết nên những câu chuyện để minh chứng, diễn tả và giải thích nhận thức cùng cảm xúc của mình. Chúng ta đều là những người kể chuyện, và điều này khiến chúng ta trở thành những nghệ sĩ của cuộc đời. Mọi điều chúng ta tin về bản thân đều là một câu chuyện do chính chúng ta tạo nên từ thực tế cuộc sống, và nó chỉ phản ánh quan điểm của chúng ta mà thôi. Mà quan điểm thì phụ thuộc vào kinh nghiệm, tức những gì chúng ta biết và những điều chúng ta tin. Rồi những gì chúng ta biết và tin lại chỉ là một chương trình được cài đặt sẵn. Nó không có gì ngoài lời nói, ý kiến và những tư tưởng mà chúng ta học được từ người khác, cũng như từ kinh nghiệm sống của riêng ta. Con người có thể nhận thức được chân lý, nhưng cách chúng ta biện giải những gì chúng ta nhận thức được lại không phải là sự thật, mà đó chỉ là một câu chuyện. Tôi gọi câu chuyện này là một giấc mơ. Tâm trí con người kết hợp nhận thức, trí tưởng tượng và cảm xúc để tạo ra một giấc mơ hoàn chỉnh. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó, vì từng tâm trí của chúng ta lại kết hợp với nhau để tạo ra cái gọi là tâm trí địa cầu hay giấc mơ trần thế. Giấc mơ trần thế là giấc mơ chung của tất cả mọi người. Chúng ta gọi nó là xã hội, là quốc gia. Nhưng bất kể bạn gọi là gì đi nữa, kết quả từ sự sáng tạo của tâm trí, dù của cá nhân hay tập thể, đều là một giấc mơ. Đó có thể là một giấc mơ đẹp mà ta gọi là thiên đàng, hoặc một cơn ác mộng mà ta gọi là địa ngục. Nhưng thiên đàng và địa ngục chỉ là sản phẩm của tâm trí con người mà thôi. Trong xã hội, giấc mơ trần thế bị thống trị bởi những lời dối trá, dẫn tới kết quả là sự sợ hãi của loài người. Đó là giấc mơ mà người này dùng để phán xét người kia, rồi buộc tội và trừng phạt lẫn nhau. Người ta dùng sức mạnh của lời nói để buôn chuyện và gây tổn thương cho người khác. Lời nói khi sử dụng sai sẽ trở thành liều thuốc độc cảm xúc, và loại độc dược này nằm trong giấc mơ của chúng ta. Nó chủ du khắp nơi trên thế giới và là thứ mà hầu hết chúng ta đều ăn phải. Giấc mơ trần thế đã chuẩn bị để con người ngay từ lúc mới sinh ra phải tin vào những gì nó muốn họ tin. Trong giấc mơ đó không có công lý, chỉ có bất công. Không có gì là hoàn hảo, chỉ có sự không hoàn hảo. Đó là lý do tại sao con người mê mải đi tìm sự công bằng, hạnh phúc và tình yêu. Trải qua hàng ngàn năm, con người tin rằng luôn có sự đối nghịch giữa cái thiện và cái ác trong vũ trụ này. Nhưng không phải vậy. Mâu thuẫn thực sự là mâu thuẫn giữa sự thật và những thứ không phải sự thật. Đó là xung đột nằm ngay trong tâm trí con người, chứ không phải ở nơi nào khác ngoài kia. Thiện và ác đều là kết quả của xung đột hay mâu thuẫn ấy. Tin vào sự thật sẽ mang lại điều lành. Tin và bảo vệ những thứ không phải sự thật sẽ dẫn tới cái ác. Cái ác là kết quả của việc tin vào sự dối trá. Con người đau khổ là do tin vào những lời dối trá. Vì vậy, việc trước tiên chúng ta phải làm là hãy tỉnh thức trước lời dối trá. Tại sao? Bởi vì sự tỉnh thức giúp chúng ta nhìn ra sự thật, và sự thật đưa chúng ta đến với tình yêu, hạnh phúc. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi lời dối trá mà chúng ta từng tin vào. Nhưng chúng ta phải trải nghiệm sự thật thì mới hiểu được nó, chứ sự thật không nằm ở lời nói. Ngay khi chúng ta bắt đầu nói về sự thật, diễn giải nó ra bằng lời, nó không còn là sự thật nữa. Chúng ta có thể trải nghiệm và cảm nhận sự thật, nhưng khi chúng ta tạo ra câu chuyện thì câu chuyện ấy chỉ đúng với mỗi mình ta. Đối với người khác, câu chuyện đó không phải là sự thật.
mỗi người đều có câu chuyện riêng và sống trong giấc mơ riêng của họ. Tỉnh thức là tìm kiếm sự thật, chứ không phải tìm thứ ta muốn thấy để biện luận cho những lời dối trá mà chúng ta đã tin vào. Khi thực hành tỉnh thức, chúng ta sẽ làm chủ nhận thức của mình. Và khi làm chủ nhận thức như một thói quen, chúng ta sẽ nhìn nhận cuộc sống như bản chất vốn có của nó, chứ không phải theo cách chúng ta muốn thấy. Chúng ta không còn cố diễn đạt mọi thứ thành lời hay giải thích những gì chúng ta nhận thức được cho bản thân mình. Thay vào đó, chúng ta dùng lời nói để giao tiếp với mọi người và hiểu rằng những gì chúng ta đang nói chỉ là quan điểm của riêng ta. Thượng đế là đây, Thượng đế ngự trị ngay trong bạn qua hình hài cuộc sống và tình yêu. Bạn phải nhận ra sự thật hiển nhiên ấy, bằng không thì bạn chẳng thấy gì cả. Bạn sinh ra để được hạnh phúc, để sống cuộc đời của bạn và thể hiện mình là ai. Bạn được sinh ra để cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa và có một cuộc đời tràn ngập yêu thương. Cho dù bạn không nhận ra tình yêu bên trong bạn, thì cả thế giới vẫn yêu bạn, nhưng điều đó không tạo ra sự khác biệt nào trong bạn. Thay vì đi tìm tình yêu nơi người khác, chúng ta cần hòa hợp trước hết với tình yêu của chính mình. Bởi vì tình yêu của người khác không thể làm chúng ta hạnh phúc trọn vẹn. Chính tình yêu mà chúng ta cảm nhận đối với mỗi con người, với Thượng Đế và mọi tạo vật trên thế gian này mới làm chúng ta hạnh phúc. Khi tình yêu đến từ ai đó, chúng ta có thể cảm nhận và cảm xúc ấy thật tuyệt vời. Nhưng khi cảm nhận được tình yêu của chính mình, đó là điều tốt đẹp nhất có thể xảy đến với chúng ta. Khi đó chúng ta như sống trong thiên đàng và tràn đầy ơn phúc. Thân thể bạn là ngôi đền sống động mà Thượng Đế ngự trị. Bằng chứng Thượng Đế sống trong bạn chính là bạn đang sống. Chất độc cảm xúc có thể ở trong tâm trí bạn, nhưng bạn có thể cục rửa tâm trí và dọn mình để hiệp thông cùng Thượng Đế. Hiệp thông nghĩa là bạn san sẻ tình yêu của mình để hòa nhập trong tình yêu. Khi bạn cầu nguyện, đó là bạn đang hiệp thông cùng tình yêu với Thượng Đế bên trong bạn và cho phép nó nảy nở ra bên ngoài. Nhưng nếu bạn cầu nguyện mà không cảm nhận được gì, sao bạn lại phải phí thời gian? Hãy quán chiếu tâm hồn mình và đánh thức tình yêu bên trong bạn. Hãy mở rộng con tim và yêu thương vô điều kiện, không phải bởi vì bạn muốn được yêu lại, cũng không phải vì bạn muốn kiểm soát ai đó. Đây chỉ là thứ tình yêu giả tạo. Khi yêu thương vô điều kiện, bạn sẽ hóa giải mọi nỗi sợ hãi và trở nên hòa hợp với Thượng Đế và tình yêu của người, cũng chính là tình yêu từ nơi bạn. Tình yêu đó là cuộc sống, và hệt như mặt trời vậy, nó tỏa sáng mãi mãi. Ước mơ lớn nhất của tôi là cả nhân loại đủ tỉnh thức để thoát khỏi giấc mơ sợ hãi và dùng sức mạnh của tạo hóa để mang thiên đàng xuống trần thế. Toàn bộ sự sáng tạo của vũ trụ này là một kiệt tác nghệ thuật, và chỉ khi cảm nhận được vẻ đẹp của kiệt tác ấy, con tim chúng ta mới được đông đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Hãy sử dụng lời cầu nguyện bên dưới đây để nâng tầm nhận thức của bạn về vẻ đẹp của toàn bộ tạo hóa, gồm cả vẻ đẹp của tạo vật là chính bạn. Bạn đẹp đẽ theo cách của bạn, và khi bạn cảm nhận được vẻ đẹp của chính mình, biểu hiện cảm xúc của bạn là phản ứng của tình yêu, và bạn có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn. Bằng cách cảm nhận vẻ đẹp của bản thân, bạn sẽ nhìn thấy mình trong những bông hoa, bầu trời, áng mây, sông nước và đại dương. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn sẽ nhìn thấy mình trong những người xung quanh, những người mà bạn yêu thương, cha mẹ, anh em, con cái, bạn bè và tất cả những người khác. Nào, bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại, mở tâm hồn ra và cảm nhận toàn bộ tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để cảm nhận sự hiệp thông cùng Thượng Đế. Lời cầu nguyện hiểu biết sự thật. Thượng Đế ơi, hôm nay con xin người hãy khai mở cho con cả thể xác lẫn tâm hồn để con có thể tìm lại được sự thật về cuộc đời mình. Xin giúp con đủ sức chống lại sự cám dỗ, tin vào những lời dối trá đang đè ép cuộc sống và tình yêu thương của con.
xin cho con sức mạnh chống lại sự cám dỗ vào lời dối trá của những kẻ chỉ tạo ra chất độc cảm xúc trong tâm hồn con. Thượng Đế ơi, hôm nay con xin Người cho con nhìn thấy sự thật, chứ không phải nhìn thấy những gì con muốn thấy. Xin cho con nghe sự thật, chứ không phải nghe những gì con muốn nghe. Xin giúp con lấy lại sự tỉnh thức để nhìn thấy Người trong mọi tạo vật con nhận biết bằng mắt, bằng tai và bằng các giác quan của con. Xin cho con cảm nhận bằng đôi mắt của yêu thương, để con có thể nhìn thấy Người ở mọi nơi con đến và trong mọi tạo vật mà Người tạo ra. Xin cho con nhìn thấy Người trong từng tế bào thân xác con, từng cảm xúc trong tâm hồn con và trong từng người con gặp. Xin cho con nhìn thấy Người trong những cơn mưa, những cánh hoa, dòng nước, ngọn lửa và muôn thú quanh con. Người hiện diện khắp mọi nơi và con xin ở bên Người. Xin giúp con nhận thức rõ sự thật này. Hôm nay xin cho mọi việc con nói và làm là sự thể hiện vẻ đẹp trong tâm hồn con. Xin cho con nhận thức được vẻ đẹp và sự hoàn mỹ trong mọi thứ Người tạo ra, để con được sống trong tình yêu vĩnh cửu với Người. Con cảm ơn Người, đấng tạo hóa, vì quyền năng tạo ra giấc mơ thiên đàng, nơi mọi thứ đều là có thể. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ dùng sức mạnh tình yêu của con để tạo ra một kiệt tác nghệ thuật cuộc đời con. Amen. Hai, sự tha thứ. Trước khi biết nói, bạn đã biết yêu thương mà không cần cố gắng, biết tha thứ mà không phải nhọc nhằn. Yêu thương là lẽ rất tự nhiên và tha thứ cũng vậy, nhưng bạn cần học cách đối xử với những người không yêu thương bạn và cũng không tha thứ cho bạn. Hôm nay nếu muốn, bạn có thể quay lại yêu thương và buông bỏ những thứ không xuất phát từ tình yêu vô điều kiện. Hôm nay có thể là một khởi đầu mới, ngày mà bạn nhận thức rõ yêu và tha thứ cho những người xung quanh là như thế nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang thấy mẹ mình kề bên. Ngay cả khi mẹ bạn không còn sống nữa, bà vẫn sống trong tâm trí bạn. Hãy tưởng tượng mẹ bạn đang ngồi trước mặt bạn, để bạn có thể trải nghiệm sự hiệp thông vĩ đại trong tình yêu với bà. Hãy tưởng tượng bạn đang trao cho bà cái ôm ngọt ngào thân thương nhất và hôn lên mặt bà. Bạn có thể cảm nhận cảm xúc của bà đối với bạn, và điều bạn cảm nhận được chính là tình yêu mà bà dành cho bạn. Hôm nay, ngay giây phút này, bạn có thể tha thứ cho mẹ bạn vì những điều phật lòng trong quá khứ. Bạn không cần phải nhớ cặn kẽ điều bà đã làm hay không làm cho bạn. Bạn cũng không cần phải soát xét những chuyện không vui của mình. Tha thứ là hành động của tình yêu, của hiệp thông, để hòa giải với nhau lần nữa. Tiếp theo, hãy xin mẹ bạn tha thứ cho bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nghe mẹ bạn nói rằng bà yêu thương bạn biết dường nào, rằng bà tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào bạn từng phạm phải. Hãy cảm nhận bàn tay ấm áp của bà đang áp vào mặt bạn, cảm nhận mắt bà đang nhìn thẳng vào bạn bằng tình yêu sâu thẳm và lòng biết ơn vô hạn, vì bà cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho bà. Hãy nói cho bà biết rằng bạn yêu bà và trân quý bà biết bao. Hãy cho bà biết rằng bà có quyền làm bất cứ điều gì bà thích, và bạn sẽ không phán xét bà. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nghe bà nói rằng bạn cứ làm bất cứ điều gì bạn muốn trong đời, rằng bà muốn bạn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống vì bạn là đứa con tuyệt vời. Hãy tưởng tượng bà đang nói rằng bà tự hào về bạn như thế nào, rằng bà yêu bạn và chấp nhận bạn như chính con người thật của bạn một cách vô điều kiện. Có lẽ hôm nay là giây phút gột rửa tâm hồn, giây phút thứ tha, và thông qua quá trình hàn gắn đầy là giây phút của tình yêu. Hôm nay, nếu bạn là một người cha hay người mẹ, hãy tưởng tượng sự hiện diện của từng đứa con trước mặt bạn. Hãy cảm nhận tình yêu trọn vẹn mà bạn dành cho chúng,
và tha thứ cho chúng cũng như cảm nhận sự tha thứ của chúng dành cho bạn. Hôm nay, bạn có thể trải nghiệm sự hiệp thông tình yêu với con cái của mình, giây phút của thông hiểu và thứ tha. Nếu bạn không phải là bậc cha mẹ, hãy tưởng tượng sự hiệp thông tình yêu với người nào đó gần gũi với bạn và cần được thứ tha. Những gì xảy ra trong quá khứ không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là bạn hạnh phúc với sự hiện diện của những người mà bạn yêu thương nhất. Rất nhiều chuyện có thể xảy đến trong đời, trong đó có những hiểu lầm và mâu thuẫn. Mỗi lần bạn cảm thấy tổn thương, đó là vì chúng ta tin vào thứ không phải là sự thật. Chúng chỉ trông giống sự thật, nhưng kỳ thực không phải. Tin vào sự dối trá là cách chúng ta làm cho mình bị tổn thương, là lý do tại sao chúng ta biệt lập mình với những người chúng ta thật lòng yêu thương. Đây là lúc đập tan những điều giả dối và buông bỏ mọi sự phật lòng và thành kiến. Tại sao chúng ta không thể tận hưởng hạnh phúc bên những người ta yêu thương nhất? Sao ta phải bỏ thời gian quý báu làm phật lòng cha mẹ vì ta muốn là chính mình, chứ không phải trở thành người mà cha mẹ ta mong muốn? Tại sao ta không thay đổi quan điểm của mình để nhận ra rằng ta có quá ít thời gian để cho họ biết chúng ta thực sự yêu thương họ như thế nào từ tận đáy lòng mình? Sao ta không dẹp bỏ cái tôi của mình và cầu xin họ tha thứ? Việc ta tin rằng cha mẹ đáng bị chê trách vì sự không công bằng của họ thực ra không quan trọng. Điều quan trọng là hãy buông bỏ mọi chuyện vặt vãnh và hòa hợp lại với nhau. Hãy mở lòng ra ngay bây giờ, ngay giây phút này, và mang tình yêu đến cho cha mẹ bạn. Họ yêu bạn vô điều kiện, dù họ hiếm khi thể hiện ra bên ngoài. Nếu họ không thể hiện, đó là bởi vì họ không để ý. Cha mẹ ban cho ta món quà lớn nhất, đó là sự sống. Thông điệp của Thượng Đế là sự sống, và thông điệp ấy đến với bạn thông qua cha mẹ bạn. Bạn hãy truyền thông điệp ấy cho con cái bạn. Bạn phải đưa chúng vào đời. Bản chất của tình yêu là vô điều kiện, và nó chỉ vô điều kiện khi chúng ta không tin vào những thứ giả dối do chính mình tạo ra. Tại sao chúng ta đẩy con cái mình ra khỏi vòng tay yêu thương vì chúng không nghe lời ta? Tại sao chúng ta lạnh nhạt hay gay gắt với chúng vì chúng có quan điểm đối nghịch với ta? Chúng có quyền sống cuộc đời chúng muốn và theo cách của chúng. Tại sao chúng ta không nói với chúng rằng hãy tha lỗi cho cha mẹ? Cha mẹ không có ý đẩy con ra xa. Cha mẹ không có ý muốn kiểm soát cuộc đời con. Khi bạn mở lòng với con cái mình, chúng không ngần ngại dành thời gian ở bên bạn. Khi bạn bực mình, bạn đã đẩy chúng ra xa. Sao bạn không mang chúng trở lại? Phải chăng việc mở rộng vòng tay, kéo con cái lại gần và bảo chúng rằng bạn yêu chúng rất nhiều là khó đến thế sao? Hãy thành thật mở lòng hoàn toàn với con cái và chấp nhận chúng như chúng vốn chỉ như thế. Hãy yêu thương chúng vì chính con người chúng. Dù con bạn có làm gì đi nữa, chúng vẫn là con của bạn. Và nếu chúng có làm bất cứ điều gì khiến bạn buồn lòng, chẳng qua là vì chúng tin vào những điều giả dối. Hôm nay, mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ và con cái có thể thay đổi hoàn toàn. Đừng lãng phí cuộc đời mình chỉ để tạo ra mâu thuẫn và vật lộn với những người chúng ta thực sự yêu thương, trong khi chúng ta dễ dàng thiết lập mối quan hệ tuyệt vời với họ. Tại sao chúng ta phải luôn luôn đúng, còn họ thì sai? Ý kiến của chúng ta chỉ là quan điểm riêng của ta. Nó không có nghĩa là chân lý với bất kỳ ai khác. Chúng ta không cần phải luôn luôn đúng, chúng ta chỉ cần trở nên hạnh phúc hơn mà thôi. Chúng ta có rất ít thời gian để trao tặng tình yêu của mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi và tình yêu thì quá quan trọng. Chúng ta không biết khi nào là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng ta cũng không biết khi nào cha mẹ chúng ta sẽ ra đi, hay con cái, vợ chồng, anh chị em chúng ta sẽ chia tay chúng ta mãi mãi. Không có gì trên đời này quan trọng đến mức có thể ngăn cách chúng ta khỏi những con người chúng ta yêu thương. Nếu biết rằng ngày mai bạn sẽ chết,
liệu bạn có thực sự muốn dành thời gian còn lại để tiếp tục đối đầu với những người mà bạn yêu thương? Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ viết đoạn kết cuộc đời mình như thế nào? Thần chết có lẽ là người thầy lớn nhất của mỗi chúng ta, vì thần chết dạy chúng ta biết sống một cuộc đời trọn vẹn. Mỗi ngày đều là một cơ hội để bạn tận hưởng cuộc sống, tận hưởng niềm vui với những người bạn yêu thương nhất và cho họ biết rằng bạn yêu thương họ biết bao. Hôm nay cũng là ngày tôn vinh những người thân yêu nhất bên cạnh bạn, người mẹ hoặc cha của các con bạn. Nếu bạn quý trọng những người bạn yêu thương, bạn đang dạy con cái mình biết đối xử trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Nếu bạn đối xử với họ bằng lòng tốt và tình yêu, con cái bạn sẽ học được và thực hành như thế khi chúng lớn lên. Con cái chúng ta học từ những gì chúng ta làm, chứ không chỉ từ những gì chúng ta dạy bảo chúng. Một trong những quà tặng lớn nhất của cuộc sống là nhìn thấy con cái mình hạnh phúc, thể hiện bản thân và sống đời tươi đẹp. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.